trong suốt những cái tuần bạo loạn tại Hoa Kỳ xảy ra, chúng ta nhìn thấy rõ ràng những điều trái tai gai mắt nó xảy ra hàng ngày, mà chúng ta vì nhiều lý do chúng ta chưa có bày tỏ được. Chúng tôi sẽ tìm hiểu, chẳng hạn như là bữa nay quý vị nhìn thấy những cái tượng của nhân vật lịch sử, như một nhân vật chẳng hạn như là ông Columbus, là cái người mà khám phá ra cái đất nước, cái tân thế giới mà chúng ta sống ngày hôm nay ở đây. Người Tàu nói xạo, nói là Trịnh Hòa hồi đó qua đi trước, nhưng mà không đưa ra bằng chứng gì hết trơn. Thì bây giờ giật sập cái tượng ông Columbus này, ý nghĩa nó là gì? Có phải đó là âm mưu của những bọn mà muốn phá rối nước Mỹ, muốn xóa lịch sử thế giới? Điều này chỉ trên thế giới này chỉ có một bọn làm thôi. Thứ nhất là bạo chúa trong lịch sử cổ đại, và thứ nhì là bọn cộng sản nó giết lại lịch sử. Thứ anh, có phải cái chuyện mà giật sập tượng này là âm mưu để xóa bỏ lịch sử không? Dạ, chính xác như vậy thưa anh. Chính vì trong cái sứ đại truyền thông của Đức Thánh Cha thì ngài nói như thế này: những cái gì sự thật mình nói ra, câu chuyện mình đặt, nó ảnh hưởng vào trong cái đầu mình, ảnh hưởng trong cái tâm khảm mình. Thành ra nếu mà cái báo chí hay nó bóp méo cái gì đó thì nó chạm làm cho người ta nổi giận lên. Thì đây là cái chuyện mà cái nó như thế này, kính thưa quý vị. Nó có hai yếu tố thưa anh Nguyên, kính thưa quý vị. Điều yếu tố thứ nhất, đa số các giáo sư dạy trường đại học ảnh hưởng con cháu mình là họ là liberal, tức là như là cái cô Candice cổ nói đó, là bởi vì họ chỉ không có nhận một trách nhiệm gì hết. Tất cả là đổ thừa người da trắng, đổ thừa người đàn ông, đổ thừa xã hội, đổ thừa luật lệ, đổ thừa nào, bao nhiêu tiền ngập mặt vẫn đổ thừa, không nhận responsibility. Rồi nổi điên lên rồi mới làm những cái chuyện đó rồi. Cái điều thứ nhì, thì có cuốn sách mà cái ông Howard Zinn, kính thưa quý vị. Thì tôi thưa thêm về cái chuyện mà của cái tượng Columbus bị giật. Leo cho cái hình của ông sách, cuốn sách của ông Howard Zinn đó không? Thì đây là một cái cuốn sách mà mới viết, thì trong cái niềm tin chúng, trong cái chiều hướng mà nói fake news là ông này như thế này, thưa quý vị. Ông đọc lại cái nhật ký của ông Columbus, mà khi ông đọc cái nhật ký của ông Columbus đó, thì ông mới coi là những cái nhật ký của ông Columbus ông viết. Thì khi ông Columbus ông viết cái ngày đó ông làm gì, thì ông lấy một khúc ra, rồi ông chấm, rồi ông mấy chục trang sau ông lấy một khúc nữa, ông chấm nữa, rồi tất cả mọi người đều đọc cái đó, thì tự nhiên là họ ráp lại cái chuyện mà đầu này ráp đầu kia, ráp đầu nọ, thì tự nhiên ráp như vậy á, thì lòi ra là ông Columbus là cái người, nghe là không phải như ông nói, như là ông là người thực dân hay là cái gì. Đây là cuốn sách của ông Howard Zinn, A People History of United States, thưa quý vị. Chính vì cuốn sách này nó ăn vào cái đầu của những người đó, thành ra họ nghĩ rằng á, ông Columbus là người xấu xa, những người thực dân, những người bài thể ra, để mà chống lại cái này, họ nói là game là họ dùng bạo động để tranh đấu công lý và trở thành bạo động, và họ lấy những cái tượng này xuống là bởi vì nó đi sâu hơn. Thế nhưng mà câu hỏi rất là đặc biệt, nó không phải vì cái tượng này đâu, mà tất cả công tướng của miền Nam, rồi họ muốn là giật ông Abraham Lincoln, rồi ông muốn giật luôn cái ông Jefferson, nghĩa là sao? Những cái giá trị căn bản tiếng Mỹ chúng ta gọi là noble value, những cái giá trị mà căn bản của đất nước này là tự do ngôn luận, tự do cái quyền để mà tìm hạnh phúc, tự do không ăn việc làm, tự anh, do anh, thờ anh, phượng. Anh cho tôi ngưng anh một chút họ xíu. Họ destroy cái đó hết. Yeah. Anh cho tôi ngưng một chút xíu. Dạ, yeah, mời. Tôi đồng ý anh tự do, nước Mỹ tôn trọng tự do. Dạ. Yeah. Anh là cà phê, thôi bây giờ cho anh là cà phê da đen đi, tôi da trắng. Yeah. Anh đòi dẹp cái tượng này, anh có quyền đòi. Tôi là da trắng, tôi có quyền đòi giữ lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao chính quyền bây giờ cứ nghe những bọn giật sập không à? Yeah. Mà tại sao không giữ lại? Yeah. Thì đây là một cái điều mà hơn nữa họ đốt cái lá cờ của Hoa Kỳ nữa. Thầy biết đây là cái thứ quý vị. Đây là một cái chuyện mà bóp méo sự thật bởi báo chí, và cái media nó cứ thổi phồng bao nhiêu chuyện không có đúng sự thật, cứ nói lên. Mueller investigation là suốt cả mấy chục tháng cũng không có gì hết, rồi đi không có chịu trách nhiệm nha. Cái thái độ vô trách nhiệm, cũng như ở đây là kính thưa quý vị, là để bây giờ đó anh có quyền đòi, nhưng mà có chánh đáng hay không, có quyền lợi cho đất nước hay không, có quyền lợi cho người khác không, hay là chỉ quyền lợi cho anh thôi. Thì đây chúng ta thấy là dân chủ cầm quyền nói thì hay lắm, tranh cử là nói hùng hồn lắm, mà tới chừng có chuyện là chạy mất tiêu hết. Tôi nói anh một cái ví dụ như thế này. Dạ. Là cái chuyện mà ông tướng Lee của miền Nam. Dạ.
cái tượng của ông đó có một lần là hâm bị giật xuống, thì những người da trắng đem quân tới, tức là đem lính, đem những người ủng hộ tới đó, dàn trận ra, thì cảnh sát đứng ở giữa, ngăn được cái chuyện xung đột giữa hai cái. Cũng như tôi quay trở lại với anh về câu chuyện này chút xíu, mà câu chuyện này có lẽ là câu chuyện nhiều người Việt Nam mình trong đầu vẫn không hiểu là tại sao. Cái khu tự trị ở Seattle, Leo lấy dùm cho cái video số 12 để nói về Antifa một chút xíu. Thưa anh, khi mà Tổng thống Trump nghe được cái tin là những người motorcycle ủng hộ ông đó, cả mấy trăm ngàn chiếc xe trên toàn nước Mỹ này, nô nức đi về Seattle ngày 4 tháng 7, 4 July, để gần giống như là tái chiếm cổ thành quản trị của mình vậy đó, tái chiếm Seattle bị bọn da đen, bọn phá hoại này nó nó chiếm. Thì tổng thống ra nói là đừng có đi, đừng có đi, đừng có làm vậy, nó nát tan nước Mỹ đi. Mà tôi không biết là giờ này, không biết là mấy ông nội mà lái xe này ông có đi hay không. Anh có thể có tin tức gì mới liên quan đến cái vụ này mà trên màn ảnh của chúng tôi có chiếu một cái video về những hoạt động phi pháp của nhóm Antifa. Thật, nó dùng cái nhóm này, nó dùng cái lý do đó. Chính vì vậy cái cô Candice cô chống lại là vì họ nói là những người này dám dùng cái chuyện này để bóp méo sự thật và gây rối loạn. Mục đích là gây rối loạn. Bởi vì khi họ chiếm cái này mà tại sao Tổng thống có thể làm dễ dàng. Nhưng mà cái khó khăn của ông Tổng thống hiện giờ là cái người thị trưởng và ông thống đốc, đa số những người thị trưởng và thống đốc dân chủ họ đều đi một phe. Họ không muốn giúp ông Trump và không muốn gì đất nước. Đây là một cái điều rất là quan trọng, thưa quý vị. Thì này quý vị thấy rõ rằng tại sao họ giật những cái tượng này, họ bôi nhọ cái này y hệt như là chế độ cộng sản. Khi mà trước khi họ vô đánh mình thì họ nói miền Nam mình là ngụy, nói miền Nam mình là theo Mỹ chiếm rồi này kia nọ, nó brainwash y hệt như là hồi mà nó mà sẽ đông đánh Tưởng Như Thạch cũng y hệt như vậy. Họ bôi nhọ cái chính nghĩa của mình, đó là luôn luôn họ bôi nhọ những cái đây là họ bôi những cái giá trị căn bản của đất nước này. Đó là cái là họ muốn làm một cái cách mạng để mà họ dẹp tan tất cả, là họ muốn đưa ra một cái giá trị mới. Mà khi mà quý bỏ như họ như nó không có thể còn có Chúa được. Xứ này gây dựng lên In God We Trust. Bây giờ tất cả mọi người đều thề để mà lên đó, bây giờ dẹp hết bỏ cái đó, dẹp God đi thì thế nào cũng là có tai họa thôi. Trên lịch sử cổ kim, khi nào những dân tộc nào, những thế hệ nào mà bỏ Thượng Đế đi làm những chuyện bậy theo ý riêng của mình, tức là mình là Thượng Đế, thì mọi chuyện nó đều thể end up disaster. Chắc chắn như vậy. Vấn đề bây giờ là Tổng thống Trump phải giải quyết một cách khéo léo, là bởi vì cái phe dân chủ nó còn nghĩa là cái phe phá chống ông rất nhiều. Thành ra không phải quyền lợi của đất nước, họ không đặt quyền lợi đất nước, mà họ muốn chưa có xứ nào mà bị đặt vấn đề của ông nhân, của cái bên dân chủ mà chống Tổng thống Trump 30 năm nay mấy người làm được cái gì? Làm cái gì cho đất nước? Cô Candice cô nói dân chúng Mỹ đen vẫn còn dốt nát, 80% không biết đọc, có bầu sớm, bao nhiêu chuyện đó rồi là tại sao không giải quyết? Nói thì hứa nhiều lắm mà không giải quyết được, mà cứ nắp treo để mà cho tiền rồi dụ dỗ người ta. Thì đây là một vấn đề chúng ta thấy nó quan trọng hơn nữa, là bởi vì họ đang xâm lăng vào cái đốt phá cái giá trị căn bản của Hoa Kỳ. Tức là không muốn lật đổ Hoa Kỳ bằng cách đó. Cái chuyện lật đổ không phải mới đây. Khi ông Tổng thống bắt đầu thắng cử là họ muốn lật đổ rồi. Họ đã có cái lật đổ là một cái lật đổ bằng cách này cách kia khác, là họ một cái mưu đồ. Mà một mưu đồ này đó, kính thưa quý vị, theo hiến pháp thì là một cái mưu đồ có thể nói là phản quốc. Đó. Bởi vì nhưng mà không ai dám nói điều đó, là bởi vì cái đó là sự thật. Mà chúng ta thấy rằng những người nào mà ủng hộ những cái chuyện này cũng là trong cái trường hợp tiếp tay như thế này, làm bất lợi cho đất nước và phản hiến pháp. Thưa anh, từ đây đó chúng ta nhìn thấy, quay trở lại với ngày hôm qua, Tổng thống ban hành một cái pháp lệnh mà trong quyền hạn của ông, mà chắc chắn tôi nghĩ rằng Quốc hội cũng phải cùng với ông, tại vì không thể nào một đất nước không có một lực lượng để gìn giữ an ninh. Mà giao cho dân quân, tức là dùng cái chữ hoàn toàn là của xã hội chủ nghĩa, là của cái đó, của bọn nổi loạn không ạ? Giao cho dân quân không có được huấn luyện, tự nhiên một người đó đi bìa ra làm biết luật ở đâu mà thi hành thi hành pháp luật. Cái này là phiến quân, là loạn quân rồi anh, chứ không phải là cái gì hết. Mà cái quan trọng hơn nữa là chính những người thống đốc và những người
mà đứng sau lưng này là họ có kế hoạch. Tại sao tự nhiên có cái chuyện này mà nổi lên cả toàn xứ trong vòng có mấy ngày, mà họ đi chỗ nào họ có gạch đá họ chở sẵn hết, rồi có những cái website họ đưa lên họ trả 20 đồng một giờ, một ngày 40 đồng 4 giờ, rồi những cái nào luyện đá luyện gạch thì được 1000 đồng. Đây là những cái chuyện có một cái âm mưu, một cái tổ chức sau lưng, mà khổ cái có một số người mại quốc cầu vinh, tức là bán đất nước bằng số đồng tiền. Đó là một cái điều đau buồn. Và chính vì chúng ta phải cầu nguyện cho tổng thống rất nhiều, là bởi vì ông giải quyết như là không phải là ông không đưa quân được, một cái cú điện thoại là ông đi đem quân đánh xuống liền, cái chuyện rất là dễ dàng, không có gì khó. Nhưng mà cái khó là làm sao mà giải quyết cái chuyện mà bằng cái không dùng cái bất bạo động, dùng cái chân lý đưa vào cái chỗ sai lầm với cái đám mà nó lại không có cái, thưa anh, là nó là radical trong lịch sử Hoa Kỳ đó. Có nhiều người Việt Nam mình ở đây cũng suy nghĩ là tổng thống ông làm những cái điều đó là phi pháp. Trong quá khứ đó, trong quá khứ ít nhất là có 10 tổng thống đã sử dụng quân đội để trấn an, để dẹp tắt những cái bất ổn của xã hội Hoa Kỳ. Mà có lịch sử nó rõ ràng ra như vậy. Tổng thống làm luôn luôn phải ở trong cái tôn trọng hiến pháp, chứ làm sao mà ổng làm ẩu được. Đúng. Đâu có phải mình ổng muốn tự tung tự tác làm mà nguyên cả một cái đất nước, những người lãnh đạo cao cấp nhất của quốc gia này. Tôi nghĩ là trước sau gì chúng ta cũng sẽ giải quyết được vấn đề này. Đúng. Chúng ta rất tiếc là tụi mình chỉ còn có mấy phút nữa, mời anh chào khán giả. Dạ, thưa, cảm ơn quý vị, kính chào quý vị, cũng như chúng ta tiếp tục cầu nguyện và hy vọng là cũng như chúng ta bữa nay mừng ông Thánh Anthony, mất những gì, những người nào mất niềm tin, cầu nguyện để được niềm tin, được can đảm để mà có cái sự khôn ngoan giải quyết những vấn đề này cho quyền lợi đất nước trên hết, và hy vọng không có bao nhiêu người bị mất mạng hay là có bao nhiêu người không có bị thiệt hại, nhất là dân tộc Việt Nam chúng ta trong những cái vùng này. Thân ái chào tạm biệt quý khán giả.